Bạch thầy, thầy cho con hỏi, con kêu gọi quyên góp để đi từ thiện bằng tài và vật chất, vậy con có bị tội gì không? Đức Thế Tôn ngài dạy ở trong Tăng Chi Bộ Kinh á, người bố thí mà không có kêu gọi người khác thì đời sau giàu mà không có quyến thuộc. Người nào á mà không có bố thí mà kêu gọi người khác bố thí thì đời sau không có giàu nhưng mà có nhiều quyến thuộc. Người nào á không bố thí cũng không kêu gọi người khác bố thí thì đời sau vừa nghèo khó vừa không có quyến thuộc. Mà người nào vừa bố thí vừa kêu gọi người khác bố thí thì vừa giàu có mà vừa có nhiều thân bằng quyến thuộc. Cho nên là tốt nhất mình kêu gọi từ thiện, quyên góp thì mình cũng phải có phần ở trong đó. Có phần ở đây là mình có hùng phước quyên góp trong đó, chứ không phải là mình ăn chặn ăn bớt gọi là có phần, không phải ha. Thì như vậy á, là mình sẽ hưởng phước chứ mình không có tội gì cả. Sẵn sư nói luôn, khi mà mình hùng phước á, thì có thể là tiền á, mình để trong tài khoản, thì nếu như á, nó phát sinh cái lợi tức của tài khoản đó thì mình không được sử dụng cho mục đích cá nhân mà nó vẫn thuộc về cái quỹ mà mình hùng phước ha.